Cô chào các con. Vậy là hôm nay cô cháu mình lại được gặp nhau rồi đấy. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình một tiết toán, đó là đếm đến 9 và nhận biết số 9. Trước khi vào bài học thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau chào hỏi nhé. Các con ở nhà có vui không? À, chúng mình có nghe lời ông bà bố mẹ không? À, vậy chúng mình có chăm tập thể dục thể thao không nhỉ? À, đúng rồi. Vậy thì chúng mình, cô và chúng mình vừa đã chào hỏi nhau rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ bước vào bài học nhé. Muốn bước được bài học vào bài học như thế nào thì cô mời chúng mình hãy hướng mắt lên màn hình và xem cô thực hiện gì nào. Cô mời các con. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một số chỉ số rất là đặc biệt, đó là chính là số 9 và nhận biết số lượng trong phạm vi 9. Bài học hôm nay sẽ giúp các chúng mình nhận biết được chỉ số 9, số lượng trong phạm vi 9 và giúp con sẽ nắm được nguyên tắc lập số 9, đó là 8 thêm 1 là 9. Và con sẽ biết được số 9 dùng để chỉ những nhóm có số lượng là 9, đối tượng. Ngoài ra về mặt kỹ năng, con sẽ được đếm thành thạo trong phạm vi 9, tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 9. Trước khi vào bài học, chúng mình sẽ chơi một trò chơi nhé. Trò chơi kho báu bí mật. Để mở được kho báu bí mật ra, chúng mình phải vượt qua 4 cánh cửa của cô. Cánh cửa số 1 màu xanh nước biển, cánh cửa số 2 màu vàng, cánh cửa số 3 đó là màu đỏ và cánh cửa số 4 là màu xanh lá cây. Các con sẽ mở cánh cửa nào đầu tiên? Chúng ta sẽ cùng mở cánh cửa số 3 nhé. Để mở được cánh cửa số 3, các con hãy trả lời những câu hỏi sau. Có bao nhiêu quả táo trên cây? Đáp án của các con là gì vậy? À, bạn nào có đáp án là 8 quả táo là đã trả lời đúng rồi. Chúng mình cùng mở ô cửa số 3 nào. Tiếp theo, con sẽ mở ô cửa nào đây? Chúng mình cùng mở ô cửa số 2. Xem đó là câu hỏi gì nhé. Để mở được ô cửa số 2, các con hãy trả lời xem nhóm củ quả nào có số lượng là 5. Củ cà rốt, quả dâu tây hay quả lê có số lượng là 5 vậy? Chúng mình cùng nhau quan sát và nhận xét cho cô nào. Chúng ta có 5 củ cà rốt, 8 quả dâu tây, 7 quả lê. Như vậy, nhóm củ quả có số lượng là 5, chính là 5 củ cà rốt. Xin chúc mừng các con đã mở được ô cửa số 2. Ô cửa nào sẽ mở ra sau đây? Chúng ta cùng mở ô cửa số 1 màu xanh nước biển nhé. Bé hãy nghe thật kỹ xem chiếc ô tô màu xanh nước biển được phát ra mấy tiếng còi. Chiếc ô tô vừa phát ra 7 tiếng còi đấy. Bé lại tiếp tục mở được ô cửa số 1 rồi. Các con rất là giỏi, cô khen chúng mình nào. Vậy là kho báu bí mật gần được hé lộ rồi phải không? Chúng mình cùng mở lốt ô cửa cuối cùng. Ô cửa số 4, màu xanh lá cây. Và câu hỏi ở ô cửa số 4, chiếc ô tô màu xanh lá cây đã đỗ ở vị trí số mấy? Chúng mình cùng quan sát. Chiếc ô tô màu xanh lá cây đang ở vị trí số 7. Bạn nào có đáp án số 7 là chúng ta đã được mở ô cửa số 4 rồi. Chúc mừng các con đã mở được kho báu bí mật. Chúng mình thấy kho báu bí mật có gì? Rất nhiều vàng đúng không nào? Bây giờ chúng mình chuyển qua trò chơi lông trại nhé các con. Cô sẽ đi lấy chậu để trồng cây.
Các con đếm xem cô có bao nhiêu chậu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cô có 8 chậu cây. Rồi, bây giờ cô sẽ đi lấy hoa để trồng vào những chiếc chậu này. Các con hãy cùng quan sát số hoa và số chậu như thế nào với so với nhau. Số nào nhiều hơn, số nào ít hơn, nhiều hơn là mấy? Chúng mình, cô đã lấy số hoa nhiều hơn số chậu và nhiều hơn là 1 cây đó. Bây giờ làm thế nào để số chậu bằng số hoa? Cô sẽ thêm 1 chiếc chậu. 8 chiếc chậu thêm 1 chiếc chậu là 9 chiếc chậu. 8 thêm 1 là 9. 8 thêm 1 là 9. 8 thêm 1 là 9. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chậu cây. Mỗi chậu cây trồng 1 bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả 9 bông hoa. Như vậy là số hoa cũng bằng số chậu rồi đấy. Các con hãy đếm số chú chó nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả 9 con chó. Các con cùng đếm 9 con chim nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các con giơ 9 ngón tay của mình cho cô xem nào. Chúng mình cùng đếm nào. Các con cùng phát âm số 9. 9, 9, 9, 9. Các con đừng nhầm số 9 với số 6 nhé. Chúng mình hãy cùng tìm số 9 trên chiếc đồng hồ nào. Chúng mình rất giỏi. Số 9 trên bàn phím điện thoại nào. Rất là giỏi. Các con rất giỏi. Cô khen chúng mình nào. 9 cái cây. 9 con ong. 9 chiếc bàn. 9 chiếc ghế. 9 chú khỉ đang nhảy mó, múa. 9 ngọn nến. Chín chú lùn. 9 quyển sách. 9 con vịt. 9 con gà. 9 con cừu. 9 chú ếch ộp. Số 9. Để rõ bài tập hôm nay hơn, cô sẽ giao cho các con một số bài tập về nhà. Các con sẽ cố gắng hoàn thành các bài tập này nhé. Bài tập số 1. Các con hãy đếm số kẹo rồi nối vào số lượng đúng. Bài tập số 2. Các con hãy đếm số lượng ở mỗi ô rồi khoanh tròn vào đáp án đúng. Bài tập số 3. Bé hãy tô màu 9 con cá theo ý thích của mình. Các con ơi, vậy là tiết học của chúng ta ngày hôm nay đã được kết thúc rồi đấy. Trước khi kết thúc thì cô xin chúc các con và chăm ngoan học giỏi và về nhà ngoan ngoãn, chú ý nghe lời ông bà bố mẹ và giúp đỡ ông bà bố mẹ những việc vừa sức của mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các con ở buổi học sau.